lên làm hòa mà ừ tưởng lên lên ngồi lên tưởng làm tiếp. trên sofa hay là tôi nói rồi nha, giờ cái gì mà giận, không có gì để giận hết á. Từ cái khoảnh khắc mà Rick cross meal nha, đó một khoảng thời gian trước cho tới khi gặp xong rồi, à, may quá may anh em chứ không chết rồi. Nó chuẩn bị tự nhiên tôi meal ra bài đó, để meal bm edit lại đi để còn xe bài. Anh fan rồi kết bạn này nọ lẽ như vậy rồi. Xong còn hỏi nhau, anh bao giờ anh fan nhớ báo em. Không thật đó, dương nít vậy á. Vui lắm. Tụi anh dương nít vậy á. Con bé thú vị lắm. Lâu lâu á. Xong rồi hai đứa này giận nhau. Xong rồi mình phải đứng ở giữa làm quà. À. Xong rồi kêu là đó thôi lên nói chuyện với anh nó đi. Chứ nhiều khi trong lúc lại giận, chạy lên. Tôi nói rồi nghe. Vậy đó, trời lên làm hòa mà. Ừ, lên làm hòa lên làm trên sofa hay là. Tôi nói rồi nha, giận cái gì mà giận, không có gì để giận hết á. Trời lên làm hòa vậy á. Lên làm hòa mà kiểu như là em nói rồi nha, có đích lại hôm qua đâu nha. Đó vậy xong đứng dưới. Ôi không chưa mắc máy luôn. Xong mình nói trời, đích đang trên lầu đó, thôi lên nói chuyện đi. Thiệt không, em lên làm hòa được không? Chứ mất công em ảnh lại giận em nữa. Đó câu chuyện là đang rất dễ thương vậy. Yeah. Chạy lên đùng 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 đùng. Bây giờ có một gợi ý, anh lấy điện thoại anh gọi cho Miu Lê đi. Cũng vậy à, chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn. Anh gọi số điện thoại á, thử coi. Điện thoại của Miu thì quản lý Miu cầm. À vậy hả? Cho nên là à đang tập thể dục nè. À tập thể dục hả? À không nghe. Tập thể dục. À đang tập thể dục rồi mọi người ơi, cho nên là không có gọi được cho Miu Lê. Nhưng mà hôm nay mới nghe được cái câu chuyện là cách mình làm hòe làm hòa của Miu Lê ấn tượng quá ha. Nên là đùng 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 lên thì mở cửa ra một cái là rất là Miu kìa. Anh nó vậy đó. Giận gì mà giận? Mệt quá. Giận gì? Ông đang nằm sofa nhìn lên xong kiểu tôi không thích nó lên rồi mà chú còn kêu nó làm cái gì kiểu vậy đó trời. Ủa vậy rốt cuộc là nó làm hòa hay là câu chuyện đang lớn hơn vậy? Xong rồi xong con bé đi ra xong đi vô lại, nhưng mà em không có giận gì chứ em không nghĩ gì hết trơn á, em nên làm hòa với anh đó. Xong rồi đùng đùng bỏ xuống vậy trời, dễ thương lắm. Xong lúc sau thì ông này mới gửi đồ ăn qua, kiểu anh em làm này chụp màn hình tự hào lắm, kiểu nói vậy thôi nhưng mà thương. Thì cảm giác là sướng khi được người ta, khi được ông này coi như là chủ động làm hòe, ông này cũng hay giận nữa kiểu vậy. Xong là cuối cùng gửi qua xong là nhắn tin cho anh đó là anh tao giữ đồ ăn cho tao nè. Xong rồi hí kiểu đó, kiểu vậy đó, dễ thương lắm. Tức là con bé đó đó là thẳng với vô tư, nó vô tư, nó thẳng tính mà đáng yêu. Cái vấn đề là lúc nào nói chuyện nó cũng có năng lượng tích cực. Lúc nào cũng có một điều bí mật trong group bốn anh em chơi thân với nhau là quản lý là Vinny, Rick với lại C và Miu. Yeah. Thì ba đứa con trai không nói gì, nhưng mà thực ra là cả bốn đứa đều là bốn đứa con trai, thì ba đứa này chưa hề từng coi Miu là con gái. Khoan, trừ cái khoảnh khắc mà Rick cross Miu nha. Đó một khoảng thời gian trước cho tới khi gặp xong rồi, à, may quá may anh em chứ không chết rồi. Chết á, hai đứa này mà yêu nhau là tại tính cách giống nhau hoàn toàn. Mà tính cách giống nhau hoàn toàn là thế nào cũng có vấn đề. Nó từ dễ nhạy cảm, nó cũng dễ mít ướt giống Rick luôn. Rồi sống rất là thẳng thắn, và đôi khi mọi người nói cái gì mà không thể là phản là bật lại liền. Không có cản nể ai hết. Tại tính mình sao sống vậy. Chơi nhưng đẹp mà, nữa. Nhưng mà chơi rất đẹp. Nhưng mà em nghĩ rằng là cái việc nó cũng hay là ví dụ như sau khi mà mình crush á, xong rồi cái mình cảm thấy rằng là giống nhau và đồng điệu với mình nên mình trở thành những cái người bạn á, thì mình còn dễ dàng hơn trong cái việc là chia sẻ nhiều cái điều khác nhau trong cuộc sống. Mình không có bị khó chia sẻ hả? Anh không nghĩ là chia sẻ nhiều đâu. Vậy anh hả? Gặp nhau quậy là chính á. À có. Đôi lần mà cái hôm mà tất cả tụi anh đều gặp vấn đề á, là Vinny là quản lý giống quán là quản lý. Thật ra Vinny không phải là quản lý của Miu, nhưng mà Vinny là quản lý của anh với Rick á. Thì thật ra là nói hết tối đó, nói hết xong anh em ôm nhau kiểu như là thấu hiểu cho nhau những cái khó khăn riêng ngay trong cuộc sống. Xong Vinny bảo sao tao giống mẹ vậy, bây giờ mình như đứa con người bạn giống như người mẹ vậy. Xong mọi người khổ quá là chụp tấm hình bốn lên, chụp tấm hình bốn đứa lên, xong rồi khổ quá người mẹ mệt quá, mệt mỏi những đứa con này. Ai cũng có cái nỗi niềm trong cuộc sống của mình, để biết là khích lệ tinh thần của nhau là đừng tiêu cực nữa. Đó, hãy tích cực hơn đi. Bản thân là anh nói thật luôn là trong nhà Vinny là anh là lớn nhất đi. Thật ra anh với Vinny giống như là kiểu giống nhau vậy đó. Anh có vấn đề của anh thì vấn đề của anh ít được quan tâm bằng những cái vấn đề của những bạn này, tại vì anh không có chủ động để mà ấy ở đâu. Nhưng mà muốn các bạn này thì hãy chia sẻ, thì mình cũng muốn là
cùng với bạn vừa qua, Miu mà có vấn đề là anh gọi cho Miu mỗi ngày á. Đó, còn Rick mà có vấn đề á là phải rủ ra đường, không ở nhà được. Nghe cái drama gì đó thì cũng phải đối diện trực tiếp, nói chuyện với nhau. Thì như vậy thì tâm hồn nhạy cảm lắm. Tâm hồn nhạy cảm thì dễ đi đưa ra những cái quyết định mà nó không đúng đắn. Đó, unfriend nhau là không đúng đắn rồi. Xong rồi tự nhiên không, đi, mà thú vị nha. Đi tìm nhau đi add lại thì thấy không? Xong thú vị lắm. Không, không có chuyện để cho mọi người theo dõi. Nó cũng hay. Tự nhiên, chúng mình hiểu cái cảm giác lâu lâu tự nhiên nó chuẩn bị, tự nhiên chuẩn bị ra bài đó. Để Miu, BM, edit lại đi để còn xe bài. Vui lắm. Một ngày đẹp trời ông Nick đi qua nhà anh. Đi qua hai anh em tâm sự xong nói chuyện thì thật ra là có làm một vài dự án với nhau thì tự nhiên cái đang nói chuyện cái Eric Miu nó unfriend rồi biết không? Ủa gì vậy? Ủa sao kỳ vậy? Ừ không hiểu. Không hiểu luôn. Sao Miu gọi điện thoại, Eric gọi điện ủa sao unfriend anh? Kiểu vậy không gọi được block luôn. Kiểu thế unfriend xong rồi ủa em giận em mình phải thôi mà. Giờ em mở lại nè. Kiểu vậy. Tức là cái chuyện nó rất nhỏ, hiểu không? Dạ. Yeah. Dễ thương. Mọi người đã chia sẻ những câu chuyện rất là dễ thương trong mối quan hệ của Miu, của Karik, của anh Si với lại anh Vinny.